Kết phiên ngày 30 tháng 6, thanh khoản 10.245 tỷ, giảm 20,49 điểm xuống còn 1.197 điểm, thủng mốc 1.200. VN30 giảm 24,48 điểm xuống còn 1.248 điểm. Khối ngoại mua dòng hơn 6,3 tỷ. Tập trung mua rất là nhiều HDG, STB, HT Bank, VND, GAC, GAT, MSN. Họ bán ra nhiều DCM, DGC, VIX, VNM, NVN, MVG, DCM hay là DGC họ chốt lời dần thôi. Chốt từ trên chốt xuống. Tự doanh, giao dịch khớp lệnh thì bán dòng hơn 90 tỷ. Cả giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận thì họ lại chỉ bán dòng hơn 22 tỷ thôi. Tập trung bán rất là nhiều STB, VB Bank, GMD, VIX. Họ mua vào EIB, MVKG, KDH, ACB. Thị trường thế giới toàn một sắc đỏ. Thị trường châu Âu đang giảm rất là mạnh. Anh, Pháp, Đức, các DAX đang giảm đến 2,52%. CAC đang giảm 2,53%. Thị trường thế giới, thị trường Mỹ cũng đang giảm. Dow Jones giảm 1,51%. Nasdaq giảm 1,46%. S&P 500 giảm 1,32%. Thị trường châu Á, Nikkei giảm 1,54%. Shanghai lại tăng 1,1%. Hang Seng giảm 0,62, Kospi giảm 1,91%. Ok. Hy vọng là tối nay thị trường thế giới giảm mạnh hẳn đi. Sau ngày mai nó hồi phục. Thị trường mình hôm nay cũng giảm 1,68%. Ok. Hy vọng là ngày sẽ tạo đáy hai quanh vùng 1.180 mọi người nhé. Tạo vùng 1.000, nếu mà các bạn chắc cốp hơn ấy, các bạn đợi hẳn tạo đáy ba các bạn tham gia cũng được. Đấy, nó nhiều khả năng là sẽ tạo đáy quanh vùng 1.180 thì hồi phục thì tôi nghĩ là sẽ rất là ok. Ok, đấy là VNX mọi người nhé. Ngày mai kiểu gì thì kiểu cũng sẽ bị giảm FOMO đấy, cũng bị giảm FOMO đầu phiên đấy. Đấy, xong rồi tạo đáy hai xong thì tôi nghĩ nếu mà tạo được cái vùng quanh vùng 1.180 xong bắt đầu đánh lên thì rất ok nhá. Ok, bởi vì vùng đó là vùng phù hợp để vùng tạo đáy, sẽ tạo cái mẫu hình mà đáy sau cao hơn đáy trước thì cái tỷ lệ mà thị trường có những nhịp hồi phục hay là một cái chu kỳ tăng mới nó sẽ rõ ràng và khỏe hơn. Nói chung là cái mẫu hình mà cứ đáy sau cao đáy trước là một mẫu hình tôi rất là thích. Ok, đấy là VNX mọi người nhé. Có những cổ phiếu nào các bạn có thể tham gia chú ý trong thời gian tới, đó là DG nhé. DG, đấy, ví dụ ngày mai các bạn có thể tham gia, các bạn mua này, ví dụ giảm 3-4% các bạn có thể tham gia, các bạn mua để ăn cái nhịp sau. Nhưng mà nhiều khả năng ngày mai con DG sẽ tạo đáy hai của nó đấy. Đáy hai sẽ về vùng, ví dụ ở vùng tầm 18-60, 18-70 đấy, quanh cái vùng đó các bạn có thể cân nhắc, các bạn mua DG mà ăn cái nhịp đáy 2. Bạn nào mà ăn cái nhịp đầu tiên này thì trong nhóm tôi có phân tích với mọi người đấy. Bạn cái nhịp này mà tăng sốc tăng thốc này như này thì chỉ có canh mà chốt thôi. Chỉ có canh mà chốt thôi, chứ không có tham gia mua đuổi nữa. Bạn nào mà tranh thủ chốt được thì rất là ok. Trong nhóm viên thì cũng rất là nhiều bạn chốt DG và sell, chốt non xong rồi các bạn đợi để canh cái nhịp đáy 2 các bạn mua. Còn bạn nào mà đợi cho một cái target dài hơn thì các bạn có thể đợi nó tạo đáy 2 xong bắt đầu đánh lên nhá mọi người nhá. Tạo đáy 2 đánh lên. Nhiều khả năng nó sẽ đánh kiểu như này. Đấy, nó đánh kiểu như này. Rồi đánh lên. Đấy thì đánh lên cái kịch bản như này thì sẽ ok hơn. Đó. Hy vọng là sẽ đáy sau cao đáy trước, tạo đáy 2, đáy sau cao đáy trước cũng ok hơn. Nhưng mà tạo đáy sau lại thấp hơn đáy trước thì kịch bản đấy thì yếu quá, đúng không? Yếu quá. DG cũng lại giảm gần sàn. DG giảm chưa sàn. DG giảm 6,84%. Đấy, về vùng 31-40 các bạn có thể cân nhắc các bạn mua nhé. Thì giai đoạn này là giai đoạn thị trường con gấu mà, các bạn đầu tư thị trọng vừa phải thôi nhé. Hoặc là các bạn đứng ngoài luôn được. Các bạn đứng ngoài, các bạn theo dõi thị trường cũng luôn được. Và đầu tư thị trọng vừa phải. Đó. Cái nhịp mà bắt đáy ngon là cái nhịp nó, nhịp 1 nó ngon nhất rồi. Nhịp 1 nó ngon nhất rồi. Còn nhịp 2 thì các bạn kiên nhẫn, có thể thậm chí các bạn có thể đợi thị trường tạo đáy 3 các bạn tham gia cũng được, đúng không? Còn các bạn nếu tham gia tỷ trọng khoảng tầm dưới 40% tài khoản tổng nhá mọi người, tổng tham gia dưới 40% tài khoản tôi nghĩ là phù hợp trong giai đoạn này. Ok, DG. Okay, hôm qua DCM, hôm qua phân tích với mọi người đúng không? Có nến tiết cung đảo chiều thì tăng. Hôm nay tăng rất là tốt đấy. Nhưng mà mở cả gáp cơ mà. Bởi vì có cái nến này đẹp, nhiều nhà đầu tư người ta tham gia mua tăng 1,39%. Đánh kiểu như này thì nó xác định là yếu rồi mọi người. Nó xác định là yếu rồi. Cho nên là chỉ hồi phục, hôm qua cũng có phân tích với mọi người là
chắc chỉ vùng hồi phục lên trên vùng này xong bắt đầu lại rơi. Đấy. DCEM, DBEM. Kiểu vậy thôi nhá. Nó được cái kịch bản yếu rồi mọi người. Đấy, DCEM, DCEM. Còn nến nó đẹp thì nó hồi phục thôi. Hồi phục kỹ thuật đấy mọi người. Ok, đấy bất động sản, à, đạm. À, điện đi, NT2. NT2 hôm nay có những lúc trong phiên tăng rất là tốt. Đúng không? Vượt qua cả mức A20. Nó cứ tích, con NTI này kịch bản thì tôi cũng cho mọi người rồi, cứ tích quanh cái vùng biên này thì nó ok nhá. Cứ tích quanh một cái vùng biên này thì khoảng tầm 2 đến 3 phiên mà thị trường nó ổn định là rất dễ một có trận nữa. Đấy, NTI hay GEG cũng vậy nhá. Đấy, GEG cũng vậy. Nó cứ tích trên cái vùng này thì ok. GEG và NTA hôm nay khối lượng tham gia rất là lớn. GEG tăng 1,24%. Rồi BC1 này, điện. Độ điện hôm nay còn trong lúc lúc trong phiên tăng rất tốt đấy, nhưng mà về cuối phiên thị trường chung nó giảm thì nó cũng giảm theo. Thủy sản thì vậy đi. Thủy sản thì các bạn phải kiên nhẫn, các bạn đợi mọi người nhé. Thủy sản chưa có điểm mua đâu. Thủy sản chưa có điểm mua đâu mọi người. Nó tốt thì tốt thật đấy, nhưng mà nó phải tích lũy lại mọi người. VSC cũng phiền rút chân rất là tốt. Hy vọng VAC nó cũng tích quanh cái vùng mà 82. Đấy. Cơ bản thì tốt rồi mọi người. Cơ bản tốt rồi nhưng nó phải đánh lại. Khi mà có khi thị trường bao giờ ổn định thì các bạn lúc đấy các bạn tham gia dòng thủy sản sau. Đặc biệt ANV nó đang cái giá nó đang biến động mạnh mẽ như này thì vol cũng lớn, không? Vol lớn, có những phiên vol rất là lớn kỷ lục thế này. 28 tháng 6 là các bạn phải cẩn trọng. Tránh trường hợp mà nó đi theo thị trường chung mà nó, ví dụ đấy, tôi có phân tích với mọi người, nếu nỡ thủng cái vùng 51-40 đấy, thủng vùng 51 ấy, thì nó dễ đâu, cái trường hợp nó rơi xuống sâu, mà rơi xuống sâu thì nó sẽ xảy ra những yếu tố mà bán giải chấp những nhà đầu tư mà dùng margin ấy. Đó. Cho nên các bạn phải cẩn thận, cẩn trọng. Hôm nay giảm khối lượng rất thấp này, giảm khối lượng rất là thấp. Hy vọng nó sẽ tích được qua cái biên này, và khi mà thị trường chung nó ổn định thì lúc đó thì các bạn có thể tham gia nhé. Khi mà thị trường chung ổn định đi thì dòng thủy sản hay dòng điện thì các bạn sẽ tham gia tỷ trọng nó nhiều hơn. Đấy, dòng điện và dòng thủy sản tôi nghĩ là hai dòng này sẽ có những một trận nữa trong năm nay, một trận nữa trong năm nay. Có điểm mua dòng thủy sản tôi nghĩ vẫn chưa có điểm mua. Rồi, NT2 thủy sản, đạm. Bất động sản rồi đúng không? Bất động sản đấy, CEL hay DG thì đều tạo hai đáy, đều tạo hai đáy. Còn cái sell này cũng canh trong nhóm là canh bảo mọi người chốt lời này. Bởi vì tôi chỉ kỳ vọng là test 10-20 cái nhịp này thôi. Cái nhịp bởi vì là nếu mà tạo đáy hai sớm luôn ấy, thì mình sẽ kỳ vọng cái target nó cao hơn. Nhưng là có thể lên vùng thậm chí là vùng 40 ấy, 38-40. Nhưng mà nó đánh kiểu theo kiểu là hai tăng một giảm, nó tăng liên tục luôn thì mình chỉ kỳ vọng là nó cái nhịp mà tăng test 10-20 thì mình bán thôi. Hôm qua bạn nào nhanh nhạy các bạn bán 30-70 cũng rất là ok. Nó quanh vùng đó. Bán xong rồi đợi nó tạo đáy 2. Ngày nhiều khả năng ngày mai sẽ tạo đáy 2. Ngày mai dòng bất động sản nhiều khả năng sẽ tạo đáy 2. Bất động sản hay chứng khoán đều như vậy mọi người nhé. Nhiều khả năng dòng bất động sản và dòng chứng khoán sẽ tạo đáy 2. Giai đoạn này là thị trường con gấu mà. Đầu tư giai đoạn này nhà đầu tư đánh T cộng cũng ác quá. Các bạn xem VND khối lượng rất là lớn. Đánh T cộng ác quá. Nhà đầu tư tham gia đánh T cộng nhiều quá mọi người. Tham gia đánh T cộng nhiều quá, thành ra là giai đoạn này cổ phiếu biến động mạnh, biến động mạnh. Càng vùng dưới giai đoạn đánh T cộng càng ác, biến động rất mạnh. Có thể là 1-2 phiên trước tăng trần, vài phiên sau lại giảm sàn hoặc là gần sàn, chuyện rất là bình thường. Đánh T cộng nhiều quá, dòng chứng khoán và dòng bất động sản hay dòng thép, nhiều bạn ở dưới YouTube cũng hỏi là có nên tham gia mua không, thì mình khuyến nghị mọi người đừng có tham gia. Ngay cả trong nhóm bảo không có tham gia mua đuổi nữa, chỉ có canh mà chốt thôi, chứ không có tham gia mua đuổi nữa. Giai đoạn này gần đây trong nhóm tôi có khuyến nghị mọi người mua mã nào đâu. Hôm qua có khuyến nghị chốt lời BR trong nhóm học viên thôi, chứ còn đâu không có tham gia khuyến nghị mọi người mua mã nào cả. Đấy, thì có dòng bất động sản nhiều khả năng ngày mai sẽ tham gia mua. Bất động sản nhiều khả năng ngày mai sẽ tham gia mua. Đấy, nếu mà các bạn chắc cô hơn, các bạn đợi cho nó tạo hẳn đáy 2 xong xuôi đi, các bạn tham gia mua cũng được. Đợi cho nó rút chân luôn được. Đấy, thị trường thế giới cho giảm bay hẳn đi. Đây, Nasdaq đang giảm đến 2,05%. Này, hy vọng là giảm mạnh hẳn đi. Nó xong ngày mai cả thị trường thế giới hồi phục cùng nhau đi lên thì ok. Giảm mạnh hẳn đi. Cho nó tạo đáy hẳn mạnh đi. Thì cả thế giới cùng đi lên cùng nhau sẽ ok hơn.
khối ngoại thì vẫn mua dòng, khối ngoại vẫn mua dòng, tự doanh tính trong một tháng thì nó cũng mua dòng, mua dòng rất nhiều, cho nên nhiều khả năng sẽ tạo đáy hai đi lên. Đấy, đây là dòng chứng khoán, dòng thép nhé. Nhiều bạn cứ đòi mua FOMO mà đỏ thì không mua, xanh cứ đòi mua, xanh cứ đòi mua, xanh là phải canh một chút ấy. Bây giờ thị trường còn thị trường con gấu chứ không phải thị trường đẹp mà các bạn cứ mua mua xanh mua đuổi được. Mình phải mua mua đỏ bán xanh, mua đỏ bán xanh. Nếu mà đánh theo kịch bản khỏe mình canh mình chốt, còn nếu mà kịch bản yếu ví dụ mà tăng hai phiên nó giảm hai phiên đấy nó tạo đáy hai sớm thì mình tham gia mình mua. Còn nếu mà nó tăng theo kiểu dựng đứng hai tăng một giảm, thậm chí có những mã tăng liên tục như dòng chứng khoán hay dòng thép đấy, hay DG sell tăng liên tục đúng không? Tăng liên tục thì mình phải canh mình chốt chứ. Chứ không mình cũng không mua đuổi. Mua đuổi rất là dễ thua lỗ trong ngắn hạn. Đấy, hoa sen. Ok. Hoa sen dòng thép hay là dòng hoa sen này, dòng thép, dòng chứng khoán đều như vậy thôi mọi người. Nam Kim vậy. Đấy, test con này, test 20 xong mà nó nhanh nhạy nhìn mình phân tích kỹ thuật là cũng nhanh nhạy, đánh T cộng cũng được. T cộng cũng được, xong rồi đợi nó tạo đáy hai rồi tham gia nhá. Đấy, Nam Kim hoa sen. Nó vẫn là xu hướng downtrend mà mọi người. Nó vẫn là xu hướng downtrend, chưa có một cái sóng rõ ràng đâu. Cái sóng rõ ràng thường thường nó phải tích lũy trong một cái biên khá là lâu ấy. Ví dụ con Nam Kim này phải tích lũy khoảng tầm nửa tháng đến một tháng quanh cái biên này. Bắt đầu nó mới tạo một cái trend, như tạo đáy 1 rồi này, tạo đáy 2 rồi tạo đáy 3. Đặc biệt là cái đáy 3 mà tạo thành công xong ấy, thì các bạn có thể tham gia sử dụng margin luôn được. Nếu mà đáy 3 thành công mọi người nhé. Và các bạn nhìn cả VN Index thì các bạn có thể sử dụng margin, nhưng mà ưu tiên bất động sản hoặc là ưu tiên bất động sản đi. Bất động sản thì nó nghĩ ổn hơn. Đóng thép cũng được, đóng thép làm sâu thì có, tôi nghĩ là nếu mà có, mà lúc đấy thì nếu mà tạo đáy 3 thì có khi là mình chuyển sang đánh các dòng kênh trên đi, đánh dòng điện hay dòng thủy sản sẽ ok hơn. Nếu mà tầm nửa tháng, một tháng nữa dòng đó mà tích lũy xong thì mình tham gia mình đánh cũng đánh dòng kênh trên đi sẽ ok hơn nhá mọi người nhá. Bởi vì lúc đấy sẽ báo đón, gọi là đón sóng, sóng mới đúng không? Đón sóng mới. Nên là triển vọng mà xuất khẩu và kỳ vọng báo cáo tài chính quý 3, sắp tới ra báo cáo tài chính quý 2 thì sẽ biết là những cái dòng nào nó vẫn còn tốt đúng không? Mà kinh doanh kết quả lợi nhuận nó vẫn tốt, hoặc dòng banh ấy. Banh cũng được mọi người nhé. Banh mà đợi nó UNVNX mà tạo cái đáy 3 xong là mua banh ok. STB này. STB phải tích lũy quanh cái vùng này. Hy vọng là STB sẽ quanh cái vùng 21-30 để mà tích lũy ổn quanh vùng này thì các bạn sẽ có nhịp các bạn mua STB. STB là một cổ phiếu mà các bạn nên chú ý nhá. Nhưng mà mua đuổi thì không có khuyến nghị mọi người tham gia, bởi khi mà dòng banh nó tăng mạnh mẽ này nhiều bạn cứ STB có thể mua không thì mình khuyến nghị mọi người không tham gia STB. Bởi vì nó tăng dựng đứng rồi, nó tăng dựng đứng rồi thì kiểu gì phải tạo đáy hai thôi. Lên trên cao rồi các bạn tranh thủ các bạn chốt lời nếu mà các bạn mua được bắt đáy được vùng thấp. Con này test hai đáy trung hạn rất là ok rồi. Mà tạo được ba đáy thì mô hình ngon. Đáy 1, đáy 2, đáy 3. Ví dụ đáy 2 nó cũng phải nâng lên nhá. Đáy 2 nâng lên thì mô hình của nó sẽ là mô hình đáy sau cao hơn đáy trước. Thì lúc đó mà cái VN Index mà tạo đáy xong ấy, thì đấy STB cũng là một cổ phiếu mà mọi người cân nhắc là CTG cũng được mọi người nhá. CTG cũng được. STB, CTG, VIB nhá. VIB thì mọi người đợi đó, nếu mà nó về được cái vùng mà tầm 19-25 thì tuyệt vời quá. Nếu mà tạo đáy được cái vùng xuống vùng 19-25 mà kiên nhẫn một chút mà về vùng 19-25 các bạn có thể các bạn mua con VIB nhá. Nếu mà tạo được đáy xuống vùng đó thì tuyệt vời nhá. VIB là hôm qua nếu bạn nào cầm là 29-26 tranh thủ vào chốt ngay đúng không? Khẩn trương. Bởi vì nó đạt được những yếu tố mà trong cái nhịp sóng hồi rồi. Thứ nhất là tăng dựng đứng này, thứ hai là về test đúng cái vùng kháng cự rất là mạnh trên cái vùng này. Đấy, bạn nào nhanh nhạy phải chốt ngay, đúng không? Chốt ngay. Chứ không có kỳ vọng bởi vì nó đánh con không những test 10-20 thậm chí còn bứt quả qua 10-20 mà tranh thủ của bạn chốt ngay, kỳ vọng chết ngay đúng không, kỳ vọng mà kẹt hàng đi ngay. Đấy, VIB nhá mọi người nhá. Đấy là VIB mà về được cái vùng mà 18-19-25 rất ok đấy. Ok, banh trứng thép. Dầu khí thì trận của nó sẽ như này mọi người nhá. Trận của nó sẽ như này. Đấy, hôm qua cho mọi người chốt con BR, chốt lời con BR mua ngày 23/6, đáng nhẽ về T cộng 3 thì chốt được vùng 30-40 thì quanh đó thì sẽ ok hơn, nhưng mà hôm qua chốt được mà từ sáng sớm tôi nhắn mọi người trong nhóm học viên đánh theo phân tích kỹ thuật. Đấy, thì khi mà một cổ phiếu dòng tiền đang vào mạnh mẽ như con DCM này tôi cũng đánh T cộng thôi. Đấy, DCM này đánh cái phiên ngày 14/6 mua đánh T cộng thôi.
Hay có những cái nhịp là đánh tích cộng rất là ngon đấy, tỷ lệ win cực kỳ cao, DCM, BR. Ok, BR thì nhiều khả năng nó sẽ tạo đáy đấy, nếu mà tạo đáy được cái quanh cái vùng mà tầm 25-26 đấy, tạo đáy quanh vùng đó thì nó sẽ một cái, có một cái trận rất là tốt ở trong vòng khoảng tầm tháng 3 à tháng cuối tháng 7 đầu tháng 8 đấy, thì hy vọng nó sẽ tích lũy quanh vùng đó mọi người nhé. Thì kịch bản của nó có thể như dạng này này, giai đoạn này, đây giai đoạn này, đây này, có thể là kịch bản có thể là sẽ như giai đoạn này đấy nhá. Cái nhịp này thì coi như là nhịp này đi, đúng không, coi như là nhịp này đi, xong rồi có một phiên nó tích lũy lại, xong rồi tạo cái mẫu hình hai đáy nâng lên nhá mọi người nhá, nâng lên xong bắt đầu đánh một cái trận khá là tốt trong vòng cuối tháng 7 trở đi đấy, thì sẽ có một trận đấy, thì target của nó sẽ lúc đó sẽ tầm 40 đến 45 đấy BR. Thì bao giờ đạt thì mình mua, nó nếu mà nó không xảy ra cái bản như mình dự tính thì thôi mình đợi cơ hội khác, còn thời điểm này chưa có điểm mua BR đâu mọi người nhé, đừng vào vội. BVS cũng vậy đi nhá, chưa có điểm mua đâu mọi người, BVS cũng phải như vậy, BVS cũng phải tạo hai đáy đi, tạo hai đáy đi nhẹ nhàng thì nó cũng phải về cái vùng mà tầm 22 đấy đấy. BVS chưa có điểm mua đâu mọi người, dòng dầu khí chưa có điểm mua đâu, các bạn cứ đợi đi, kiên nhẫn đợi đi, cho tạo đáy xong thì các bạn mua cũng được. BVS, BVC đều như vậy nhá, BVC đều như vậy, cho tạo xong đi rồi mình tham gia mình mua sau cũng được. BVC đánh như này là yếu đấy mọi người, đánh như này yếu là phải cẩn trọng con BVC này. Mình ưu tiên thì mình nghĩ mọi người trong cái nhịp sóng sau thì cân nhắc con BR hoặc là con BVS thôi, bởi vì BVC bắt đầu dòng tiền bắt đầu yếu rồi, dòng tiền bắt đầu yếu rồi là các bạn hạn chế các bạn tham gia những cổ phiếu như này, dòng tiền nó yếu rồi, khả năng nó nếu mà lên trên được cái vùng này mà lái nó phân phối xong thì chết dở với nó đấy. Nếu mà test đáy hai mà không thành công thì rất là dở với con BVC này, nó thủng cả vùng đáy hai thì nó thôi, lúc đấy đầu tư rất là khó, đầu tư rất là khó, cho nên các bạn phải cẩn trọng nhé mọi người nhé. BVC hay là BVD cũng vậy, mình đầu tư tốt nhất là mình cứ chọn những cái con mà nó làm ăn kết quả kinh doanh lợi nhuận nó tốt, ví dụ con GAT hay con BR chẳng hạn đấy, thì những cái cổ phiếu đó thì mình cân nhắc hơn. Nhưng mà GAT thì nó trong VN10 thì đánh hơi khó, nhưng mà con BR thì có thể cân nhắc được nếu mà tạo đáy xong. BVS cũng được mọi người nhé, BVS các bạn có thể cân nhắc được đấy, BVS nó tạo hai đáy rất là ok và hôm nay chỉ giảm 3.6% thôi, nếu hôm qua giảm 1.57 thì cho nên BVS là một trong những cổ phiếu mọi người chú ý nếu mà có cái nhịp mà test hai đáy nhá, hai đáy hay ba đáy, các bạn đợi ba đáy cũng được, dòng dầu khí các bạn kiên nhẫn cả đợi ba đáy cũng được nhá, đáy ba các bạn vào cũng được chứ không nhất thiết phải đáy hai vào đâu, đáy ba vào cũng được nhá. Ok, hôm nay phân tích vậy đi, các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới, tối sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người. Giai đoạn này là giai đoạn thị trường con gấu và thị trường đảo chen, nếu mà khó quá các bạn có thể đứng ngoài, còn nếu các bạn đầu tư tỷ trọng vừa phải thôi mọi người nhé, đầu tư tỷ trọng vừa phải thôi, bắt đáy nhịp một luôn luôn là nhịp ngon nhất rồi, nhịp một luôn luôn là nhịp ngon nhất, đi DG Excel này, nhịp một luôn là nhịp ngon nhất, còn nếu mà có cái nhịp đáy ba luôn luôn, nhịp đáy ba luôn luôn là cái nhịp mà các bạn có thể đầu tư tỷ trọng lớn nhá, tạo đáy ba thành công của bất cứ kỳ cổ phiếu nào hay là thậm chí cả thị trường chung, luôn luôn đáy ba luôn luôn là cái lúc mà mình có thể đầu tư tỷ trọng trọng tốt được. Đấy. Ví dụ như VN Index đáy 3 luôn luôn là cái nhịp mà các bạn có thể tham gia, các bạn mua này. Ví dụ giai đoạn này, này các bạn xem độ đáy 1 này, đáy 2 này. Đấy. Đáy 1, đáy 2, đáy 3 đấy, nó đánh kiểu như vậy. Đáy 3 luôn luôn là cái nhịp mà các bạn có thể tham gia và tạo cái mẫu hình mà đáy sau cao hơn đáy trước, đáy 1, đáy 2, đáy 3. Đấy. Nhá mọi người nhá, nhiều nhà đầu tư người ta không tham gia đoạn này đâu, người ta đợi hẳn cái đoạn này cơ đấy, cái đoạn tháng 8, tháng 9 này người ta mua, người ta không chơi đoạn này, người ta chơi hẳn cái đoạn xa hẳn cái vùng này, bắt đầu tạo cái mô hình ba đáy, người ta bắt đầu tham gia, người ta mua ba đáy trung hạn, ba đáy trung hạn người ta tham gia, người ta mua nhá. Hoặc đây là cũng vậy này, cũng tạo một đáy này, hai đáy này đấy, con này tạo hai đáy là lên luôn, cái giai đoạn này hai đáy lên luôn. Mà mẫu hình của VN-Index thì thường thường là hai đáy là đánh là được rồi. Còn mẫu hình của cổ phiếu các bạn có thể kiên nhẫn, các bạn đợi ba đáy mua cũng được nhá. Ba đáy mua cũng được. Nhưng cái đoạn này mà nếu mà tạo ba đáy thành công, ví dụ DG hay con SEL chẳng hạn mà tạo ba đáy thành công, bạn mua. Đấy, đặc biệt là cái đáy 3 các bạn sử dụng margin cũng được. Đáy 3 thì thường thường nó sẽ đánh phải trên M20 đấy nhá. Nếu mà có đáy 3 thì thường thường sẽ đánh trên M20. Ok, các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới nhá. DG thì hay sell thì ngày mai các bạn có thể cân nhắc, các bạn mua cũng được nhá.
Nếu mà nó về được cái vùng, ví dụ DG về vùng 17-20 chẳng hạn đấy, à vùng 18-60 chẳng hạn đấy, quanh quanh vùng đó. DIG thì về vùng tầm 31-40 đúng không? 31-40 quanh quanh vùng đó, các bạn có thể tham gia, các bạn mua đều kỳ vọng có một cái đáy high của nó. Còn thị trường thế giới thì đang rất là tiêu cực rồi. Nasdaq đang giảm 2,43% này. Đấy, hy vọng giảm mạnh hẳn đi, rồi ngày mai thì hồi phục cùng nhau đi lên sẽ ok hơn nhá. Ok, hôm nay